con hỏi bánh mì kem cho chú. Chút xíu nha. Có kem cho con không? Có ăn đậu không? Có đâu không? Có đậu nhiều nha. Anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho. I'm sorry, don't leave me, I want you here. Đây là tháp Paris này là ở nước Pháp nha các bạn. Cảm ơn em nha. Bữa giờ Hai có suy nghĩ ra được ý tưởng gì để làm video cho các bạn xem không? Hai cũng chưa nghĩ ra nữa. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Hai biết rồi, dạo này có bộ Lego Beerus nó đang hot trên mạng lắm á. Hay là hai anh em mình xin ba mua này về làm cái gì đấy. Ok đi nha. Rồi, hai bạn ra lượm rác. Hai bạn cùng khiêng cái bị nhựa đi bỏ vô thùng rác. Tụi con nhớ nè, ở đây là nơi công cộng, không được xả rác bừa bãi như vậy ngày xưa. Hôm nay mình sẽ thử thách 6 ngày 6 đêm ở trong siêu thị. Mẹ kêu cũng về, ba kêu cũng về, anh hai kêu cũng về, ông nội kêu cũng về, bà nội kêu cũng về. Yes bro. Giỏi á, đi vô đi, bay ba mẹ con mà đi vô. Lăng. Rút đường ra. Bắn tiếp. Đi không quê, đi chạy qua núp vô góc đấy liền. Núp góc đấy liền, ngồi không xuống, ngồi xuống. Đó, đúng rồi, tư thế ngồi đâu. Từ từ thôi. Rồi bắn đi. Rồi, nhắc thôi rồi, đi không dông quê góc dừa, đúng rồi. Về núp góc dừa, núp dừa. Tư thế bắn nào. Dừng lại, hai bạn ra lượm rác. Rồi cầm hai nước không chứ cầm miếng rác. Rồi hai cầm đi. Hai miếng rác đi. Không có giật. Rồi khiêng đi, dưới đây. Đi trùng rác mình như kìa. Xong rồi con xẻ rác nè. Nhìn chiếc bọc chiên này sầu ớt quá. Nani?
ba bạn. Ghi in lắm lên. Yeah. Và một viên mít. Đẹp chưa các bạn, con này còn chưa có luôn. Mình quần nghĩa ra coi. Trời ơi. Bạn thấy ghê chưa các bạn?